Hello cho mọi người, hôm nay nó sẽ là một cái clip ngắn thôi. Mình chia sẻ cho mọi người về một cái điều mà mình đã thấy ra. Và mình nghĩ mà kiểu tất cả chúng ta, nếu mà ai mà thấy ra cái điều này thì sẽ thực sự rất là hạnh phúc. Ít nhất là trong cái lúc thấy ra này. Và nếu mà chúng ta kiểu đưa được vào cuộc sống ấy thì chúng ta cũng sẽ thực sự rất là hạnh phúc. Đấy. Thì nó sẽ như cách đây khoảng tầm mấy hôm chẳng hạn, có một em book một cái buổi trò chuyện với mình. Và em mới chia sẻ là em rất là áp lực, bởi vì là 20 ngày nữa em sẽ có một chuyến đi xa chẳng hạn đó. Đấy. Và em đã bắt đầu áp lực từ cái ngày hôm nay rồi. Và rất là lo lắng. Đấy. Thì mình có nói với em đó chính là kiểu ngày mai hãy để cho ngày mai lo ấy. Và khi mình nói xong cái đó, xong tự nhiên mình hờ ra. Và mình kiểu cảm thấy rất là kiểu thú vị, thấy rất là kiểu, nói sao nhỉ, thấy rất là buồn cười. Đấy. Thấy rất là hài hò. Bởi vì sao? Bởi vì là ngày mai á, nó thực sự là có một cái phiên bản là chúng ta của ngày mai, lo cho cái ngày mai đó. Bởi vì ta của ngày hôm nay, chúng ta chỉ sống trong ngày hôm nay thôi, đúng không? Thì ngày mốt sẽ có một cái phiên bản ta của cái ngày mốt đấy. Đây, ví dụ chiều ngày mai sẽ có phiên bản ta của chiều ngày mai, sáng ngày mốt sẽ có cái phiên bản ta của sáng ngày mốt. Và bất kể cái gì mà chúng ta lo lắng về sự 20 ngày nữa chẳng hạn, thì lúc đó sẽ có cái phiên bản ta của 20 ngày nữa nó lo, chứ không phải ta lo. Và cái phiên bản đó ấy, thì nó ít nhất là nó cũng kiểu thông minh, và cái khả năng mà xử lý vấn đề theo cái bộ hệ điều hành của nó ấy, thì chắc nó cũng phải kiểu tương tự bản tầm cỡ của bạn đó. Đấy. Và có nghĩa là gì? Phóng ra nha mọi người, phóng ra. Mọi người sẽ thấy là cái cuộc đời của mọi người á, cái cuộc đời mà bạn hay nghĩ là, ví dụ như mình là một cái người tên Linh chẳng hạn này, cuộc đời của một người tên Linh này có hàng tỷ tỷ phiên bản tên Linh cùng đang xây đắp cho cái cuộc đời này, và cùng lo lắng cho cuộc đời này. Hoặc là ví dụ như bạn đang bây giờ đang có một cái lo lắng gì đó trong tương lai rất xa của bạn chẳng hạn, kiểu như không biết là khi bạn đến một cái nơi mới đấy thì mọi người có kiểu thương yêu bạn hay là không đó. Thì đó cũng sẽ là cái việc của cái phiên bản lúc đó của bạn lo đấy. Và tự nhiên khi mà mình kiểu thấy ra cái này, mình rất là hạnh phúc của mọi người đó. Bởi vì là chúng ta cứ nghĩ, chúng ta thường nghĩ, nếu mà chúng ta không có cái sự thực hành thực tập hay chúng ta không thực sự sống ấy, chúng ta hay nghĩ là chúng ta sống một mình và chúng ta phải tự gánh trách nhiệm, hay chúng ta là một đứa duy nhất phải gánh vác cho cái cuộc đời của chúng ta, đúng không? Đó. Nhưng mà không phải là chỉ một đứa này. Mình của 2 giây sau sẽ gánh vác cho cuộc đời của mình trong 2 giây sau đó. Và mình của 3 ngày nữa sẽ gánh vác cho mình của 3 ngày nữa. Và cái việc của mình ngày hôm nay đó chính là mình thấy cái gì mà mình hôm nay mình có thể làm thì mình làm. Và hôm nay mình có cái gì mà làm cho mình hạnh phúc. Và mình thấy hôm nay mình có thể làm một cái gì đó ý nghĩa, và biết đâu nó có thể gọi là sao nhỉ? Gọi là làm cho một cái đứa nào đó, một cái phiên bản nào đó ở tương lai của mình nó có thể hạnh phúc hơn một chút. Và mình thấy vui thì mình sẽ làm. Đấy. Và nó chỉ có thế thôi. Đấy. Và tự nhiên mình cảm thấy rất là thương ấy. Mình gửi hết tất cả những cái tình thương của mình cho những cái phiên bản Linh của tương lai và phiên bản Linh của quá khứ. Bởi vì là cùng chung tay bọn mình đã tạo ra cái cuộc sống này. Đấy. Không biết là mọi người khi mà nghe xong điều này thì nó sẽ như thế nào. Đấy là cái chia sẻ của mình dành cho mọi người hôm nay. Đó chính là hãy để ngày mai lo. Việc của bạn đó chính là sống trong hiện tại. Và đang có rất là nhiều đứa cùng take care cái cuộc đời của bạn, chứ không phải chỉ có một mình bạn đâu. Hãy nhận ra điều đó đi, và hãy sống hạnh phúc trong cái giờ phút này. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.